ngày thì là lấy không? Ngày mai là chị đổ mái ở dưới đấy ấy. À em bảo tháng này em đi mua một lần rồi, chiều đi mua thì để về tối mình làm, xong tháng mai mình mang xuống. Vâng, tháng mai. Được. Tháng mai cúng rồi xong muốn đổ kìa. Rồi. Đổ bằng bằng máy hay là bằng tay? Đổ bằng tay thôi. Đổ kiểu bọn nó trời trời đây đi, quê người đổ ấy. Tổng thì 100 mét hàng. Mỗi tầng 100 mét hàng. Đấy, đổ hết cái tầng mét hàng này. Ở trên máy Trung Quốc Việt Nam mình lái à? Thế không Việt Nam lái thì ai lái? Đầu Trung Quốc. Có gì đâu mà quay.